không phụ sự kỳ vọng của nhiều khán giả, Nhậm Gia Luân đã quay trở lại với một bộ phim cổ trang trong tháng 8 này, dòng phim đã làm nên tên tuổi của anh. Cụ thể, bộ phim cổ trang Trường An Như Cố do Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc diễn chính sẽ đổi tên thành Châu Sinh Như Cố. Đây là phần cổ đại của tác phẩm Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt, được chuyển thể từ tiểu thuyết Cốt Cách Mỹ Nhân của Mặc Bảo Phi Bảo. Phần cổ đại Châu Sinh Như Cố sẽ bắt đầu lên sóng từ ngày 18 tháng 8. Phần hiện đại có tên là Nhất Sinh Nhất Thế cũng sẽ được phát sóng ngay sau đó. Châu Sinh Như Cố là một câu chuyện tình buồn thê lương giữa tiểu nam thần vương Châu Sinh Thần và Thôi Thời Nghi. Tiểu nam thần vương Châu Sinh Thần do Nhậm Gia Luân thủ vai, thân phận cao quý dưới một người trên vạn người, nắm trong tay cả vạn đại quân hùng mạnh, có tướng mạo bất phàm, mang khí chất vương giả người người kính nể. Thôi Thời Nghi, Bạch Lộc thủ vai, là nữ tử của Hà Thành Thôi Thị, dòng dõi cao quý. Thôi Thời Nghi được đưa tới phủ nam thần vương, bái Châu Sinh Thần làm sư phụ, trở thành đồ đệ thứ 11 của người và được ban tên Thập Nhất. Ở trong vương phủ học đạo nhiều năm, Thời Nghi đem lòng mình từng chút gửi gắm cho tiểu nam thần vương. Mỗi lần người cầm binh chinh chiến, Thời Nghi đều lén lút cầu nguyện người bình an quay về. Và nàng cũng trở thành đồ đệ mà tiểu nam thần vương yêu thương nhất. Thời Nghi lớn lên tuy không thể nói chuyện nhưng đoan trang thục nữ, bị thái tử nhìn trúng nên tìm cách để có được nàng. Lúc này dỗ nàng không dám bộc bạch nhưng đã một lòng một dạ sâu đậm với sư phụ của mình. Sau khi được ban hôn với thái tử, liền rơi vào đau khổ tuyệt vọng. Không ngờ sư phụ đối với nàng cũng có tình ý. Hôn ước được ban xuống, tiểu nam thần vương đã lập lời thề một đời không thê không tử, nay lại nảy sinh lòng riêng. Hoàng thái hậu muốn chia cắt hai người, cố ý ban chiếu chỉ muốn Châu Sinh Thần nhận Thời Nghi làm nghĩa nữ. Tiểu nam thần vương day dứt, biết rằng chuyện tình cảm của hai người khó lòng toàn vẹn chung đôi. Về sau, tiểu nam thần vương cầm binh ra trận, bị người ta hãm hại mang tội mưu phản mà phải chịu hình phạt róc xương. Thời Nghi nhận được một bức huyết thư có nội dung: một đời này của thần không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất. Vài ngày sau khi tiểu nam thần vương chịu hành hình, thái tử phi đã nhảy lầu tự sát, kết thúc một tình kiếp bi thương, hẹn một kiếp sau không còn ngang trái. Thời Nghi sau khi chết đã mang theo ký ức đến với kiếp sau, tiếp tục phần tình cảm còn đang dang dở ở thế giới hiện đại. Ngoài Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc, Châu Sinh Như Cố còn có sự tham gia của một số diễn viên: Vương Tinh Việt, Lý Nghi Nho, Diêu Dịch Thần, Châu Lục Lạp, Tô Mộng Vân và một số diễn viên khác. Lịch chiếu cụ thể và khung giờ phát sóng sẽ được thú vị xin biết cập nhật tại phần comment của video. Các bạn nhớ chú ý theo dõi để không bỏ lỡ. Nhớ theo dõi kênh để biết thêm về lịch chiếu của nhiều bộ phim Hoa ngữ hay và hấp dẫn khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.